quá đẹp, quá rẻ. Nói trước luôn, khuyết điểm một là răng nứt chỗ này, hai là nó không có bộ lọc đây nha, mắc cái bộ lọc mất tiêu rồi. Cái con này mắc bán nửa giá đó, thua nửa giá nữa. Ây, chán thiệt, chán. Bình thì ok nha, không bởi, không găng, không lũng nước gì hết, em chơi nước vô. Bạn này thì em bán giá 200 ngàn chưa bao gồm phí ship nha. Thủy tinh đẹp nha. Đây, nhiệt. Giờ em đây, máy dầu nhiệt hiện giờ là miền Nam Cần Thơ mình tầm 20 mấy độ ha. Đó, em đưa lên đây nè. Em đè này lên. Rồi, để họ nó nhiễu nước vô ha. Rồi bật điện lên. Đây, ủa, tà lao không, chưa ghim điện. Đây giờ điện 100V nha, lưu ý giùm em. Tự soi, tự tắt ha. Đúng nhiệt độ nó ha, tự bơ, tắt bơm, nhưng mà nó còn nóng chỗ này nha. Đây, quý khách thấy nó lên ba mấy độ ha, không nè, đó. Tức là nó nấu nước, nước đây nè, nó hút vô. Đó, lên tim nè. Nó bơm vô đây, rồi nó lượt cà phê, trà, rồi nó nhiễu xuống đây, rồi nó nấu. Ha. Bình này bình thế tinh nó nấu, là nhiệt độ là chắc trăm trên trăm độ, 80 độ nè. Đó. Đó, nước luôn, khách thấy cái khói không? Đó, thường thường nó phải nhiễu từng giọt ha, tại này nước nó nhiễu hơi lên nhanh nha. Nó mắc cái màng lọc rồi, nên em bán giá rẻ cho quý khách, cô chú, anh chị em nha. Đó, giờ chín mấy độ rồi nè. Đó. Quý khách cô chú anh chị em nào mà có đồ hay chế gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi nguyên zin nguyên bản hết ha, con này điện 100V 650W nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào đam mê dòng này thì liên hệ em. Em bán giá công khai là 200 ngàn chưa bao gồm phí ship. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.